con xin kính chào quý cụ, quý ông bà, cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta gặp gỡ nhau trong thời, trong giờ, lắng nghe và chia sẻ lời Chúa, Chúa nhật 26 mùa thường niên, ngày 29 tháng 9 năm 2024. Chúng ta cũng chuẩn bị kết thúc tháng 9 và bước vào tháng 10 tháng mân côi ký nước mẹ, và mỗi một tháng chúng ta cũng cố gắng dành ra một chút xíu chia sẻ cho những người nghèo khó hơn chúng ta. Chúng ta ôn lại tin mừng của ngày thứ bảy, tin mừng của ngày thứ bảy Đức Giêsu à, trong khi các môn đệ hớn hở về những quyền năng của Chúa Giêsu. À, khi Đức Giêsu à, làm phép lạ là hóa bánh ra nhiều rồi Đức Giêsu trừ quỷ vân vân và vân vân thì các môn đệ cũng rất là hồ hởi và các môn đệ cũng rất muốn rằng Chúa Giêsu là vinh quang như thế. Nhưng Đức Giêsu đã làm cho các môn đệ à, làm cho các môn đệ hết sức là sững sờ. Anh em nhớ kỹ câu này, con người sẽ bị nộp vào tay người đời Đây là con đường của Chúa à, Sáng hôm nay khi dân lễ cho đan viện Thì con cũng chia sẻ với quý sơ Con cũng nói rằng là Thường thì chúng ta đến với Chúa Chúng ta cũng ước muốn điều này Ước muốn điều kia cho chúng ta Thế thì chúng ta cũng đặt lại Một cái câu hỏi ngược lại Đó là chúng ta muốn Chúa như thế nào Chúng ta muốn Chúa như thế nào Thế thì nhìn vào các nhà thờ là chúng ta sẽ thấy, nhìn vào các nhà thờ nguy nga tráng lệ là chúng ta biết là chúng ta cũng muốn Chúa giàu sang phú quý, cũng muốn Chúa vinh quang trần thế như vậy. Nhìn vào các nhà thờ thì chúng ta cũng thấy. Nhưng mà Chúa Giêsu đã nhắc một các môn đề rằng anh em nhớ kỹ cái câu này. Con đường của Chúa, Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta là đấng thất bại trước người đời con người bị nộp vào tay người đời người ta vu oan cáo bà chúa giêsu ngài cũng chẳng chống lại người ta kết án chúa giêsu gọi là người ta kết án sai đấy người ta vu oan cáo bà và kết oan chúa giêsu ngài cũng im lặng người ta giết chúa giêsu ngài cũng đón nhận đó là con đường của chúa à, đây cũng là một cái điều để cho chúng ta suy nghĩ nè giáo hội việt nam của chúng ta thì con cũng được biết rằng là có những đức cha cũng nói nhắc nhở các giáo xứ rằng là không cần phải xây những nhà thờ quá tốn kém bởi vì nó cũng không phản ánh được hình ảnh của Chúa Giêsu Chúa của chúng ta là đấng nghèo khó thế nhưng mà chẳng hiểu sao dân chúng thì vẫn cứ muốn dâng những cái vinh quang danh dự trần thế cho Chúa vẫn muốn Chúa giàu có vẫn muốn Chúa quyền lực vẫn muốn Chúa là oai phong lẫm liệt chứ còn người ta cũng không chấp nhận Chúa lại thất bại Chúa lại nghèo khó, Chúa lại thất bại, Chúa lại lại im lặng như vậy. Yeah. rồi, giờ đây chúng ta lắng nghe tin mừng của Chúa Nhật 29 tháng 9. Chúa Nhật 26 một thường niên. Tin mừng mắc cô chương 9 từ câu 38 đến 43. Chương 45 từ câu 47 đến câu 48. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sang ngã thì chặt nó đi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mắc Cô. Khi ấy ông Doan nói với Đức Giêsu rằng thưa thầy chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta đức giêsu bảo đừng ngăn cản người ta vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta ai cho anh em một chén nước vì lẽ anh em thuộc về đấng Kitô thì thầy bảo thật anh em người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin thầy đây phải sa ngã thì thảm buộc cối đá lớn vào cổ nó ném nó xuống biển còn hơn nếu ta anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sang ngã thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sang ngã thì móc nó đi, thà trột mắt mà đừng vào nước thiên chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giỏi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng Chúa Nhật này à, liên quan đến một cái tội đó là cái tội ghen tương. Mà tại sao người ta ghen tương? Thế thì ghen tương thì nó cũng lại là liên quan tới vấn đề lợi lọc. À, ví dụ như là hai vợ chồng như là người chồng có nhân tình mới thì người vợ người ta sẽ ghen bởi vì là cái cô kia đã lấy tình yêu của chồng của cô ấy cô ấy cái cô đó đã làm cho mất tình yêu mất cái hạnh phúc của cô ấy thế thì người ta ghen tương là như vậy ví dụ như là chúng ta đang làm uh, giám đốc chẳng hạn thế thì bây giờ là lại có một cái con ông cháu cha nào đó vô rồi người ta có, nó cũng đang tìm cách hạ bệ chúng ta để nó vào cái ghế đó thế thì chúng ta cũng sẽ ghen À, thế thì ghen tương đó, thứ nhất đó là muốn cho mình hơn người khác và cái thứ hai là cũng không muốn lợi lòng à, chúng ta cũng biết rằng là con, con quỷ nó cũng là sự ghen tương à, khi thấy mà chúa giêsu vinh quang à, khi thấy thiên chúa như vậy thì nó cũng muốn bằng thiên chúa chẳng hạn ghen với chính chúa như vậy à rồi chúng ta đi vào bài tin mừng để xem là chúa dạy chúng ta như thế nào ghen tương thì ai cũng có trong nhà đạo của chúng ta cũng có ví dụ như là con nhà người ta được đọc sách thánh con mình không được đọc sách thánh Thì tự động mình cũng bực bội mình cũng ghen bởi vì sách thánh đọc đọc sách thánh thì chúng ta coi đó như là một cái một cái vinh quang vậy đó mà người ta có mà mình không có vân vân khi ấy ông Gioan nói với đức Giêsu rằng thưa thầy chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ chúng đọc Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. À, tức là ông Doan, ông Tông Doan Tông Đồ đấy, à, có những người không phải là trong nhóm môn đệ, không phải là trong nhóm tông đồ mà lại lấy danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Thế thì mấy ông này không cho. À, muốn lấy danh Chúa Giêsu thì phải là môn đệ thì mới được lấy danh Chúa Giêsu đây cũng là một cái thật sự thì đây nó là một cái cái, cái vấn đề nó cũng nó xảy ra trong tất cả các giáo xứ của mày sáng hôm nay thì con có chia sẻ với một cha trong cả giọng ví dụ như là trong nhóm lòng thương xót thì có cái đồng phục là áo dài đỏ ví dụ vậy đi thế thì có một người người ta cũng chẳng đi đọc kinh lòng thương xót người ta cũng chẳng tham gia trong nhóm gì cả tới ngày lễ lòng thương xót người ta cũng mặc áo dài đỏ y chang như là mấy cái người trong lòng thương xót thế là mấy cái bà trong lòng thương xót mấy bà bực mình bổ bà có trong nhóm lòng thương xót không mà bà mặc cái áo này bà ủa tôi thích mặc áo đỏ thì tôi mặc chứ ai cấm tôi <laughs> rồi ví dụ giả sử như là chúng con đi tu thì chúng con mặc áo dòng chẳng hạn thế để có một cái người giáo dân ở đó người ta thích chiếc áo dòng người ta có may y chang chiếc áo dòng người ta mặc ta đi lễ vậy đó. chắc chắn là dân chúng sẽ cấm ngay và thậm chí là chúng con cũng không đồng ý mà anh có đi tu đâu mà anh đòi mặc áo dòng <laughs> ủa tôi thích mặc thì tôi mặc chứ à Thế thì có những người không phải là môn đệ của đức Giêsu mà lại lấy danh Chúa Giêsu để mà trừ quỷ nên là các tông đồ mới ngăn cấm ông có phải là tông đồ đâu ông có phải là tông đồ đời trong giáo xứ như có lần con cũng đã chia sẻ nữa, phải là con chiên trong giáo xứ thì là khi chết mới được chôn tại đất thánh còn những người không phải là con chiên trong giáo xứ những người cô thế cô thân lang thang đầu đường xói chợ chết thế thì bây giờ cha sở lại muốn là thôi vì lòng bác ái người ta lang thang cả đời người ta lang thang khổ sở rồi thôi chết thì mình cũng cho người ta chôn trong đất thánh nhà mình chắc chắn là giáo dân không có đồng ý người ta có phải là con chiên trong giáo xứ đâu người ta có đóng góp gì đâu mà mới chết mà đòi chôn trong giáo xứ, người ta không thuộc về mình thì làm sao mà có hưởng được những cái quyền lợi? Đấy. Anh không phải là môn đệ của Chúa Giêsu thì anh không được phép lấy danh Chúa Giêsu. Thế nhưng mà chắc chắn là Chúa Giêsu để xem Chúa Giêsu trả lời sao? Đức Giêsu bảo đừng ngăn cản người ta, đừng ngăn cản người ta. Tức là dù là môn đệ của Đức Giêsu hay là bất cứ ai muốn lấy danh nghĩa Chúa thì Chúa cũng sẵn sàng hết. Đấy thiên chúa là mở rộng, thiên chúa. thật sự thì không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể mở rộng. Ví dụ nhà thờ của chúng ta à, cũng có những người đóng góp và cũng có những người không đóng góp nhưng mà thôi ai đến cũng được. Đất thánh giáo xứ chúng ta ai muốn chôn cũng được. Nhưng mà nói ra như vậy thì người ta nói trời nói như cha nói như vậy thì chắc là ba chỉ một bữa là hết sạch. À, nhưng mà thôi thì bây giờ đất thánh chôn hết rồi thì thôi thì chúng ta hỏa táng hay là như thế nào hết rồi thì thôi nhưng mà con nghĩ khó lắm bao giờ trong giáo hội của chúng ta cũng bảo vệ quyền lợi của nhóm lợi ích nhóm à, tức là những người con chiên thì được cái này là ca đoàn thì được cái này nhé. giúp lễ thì được cái này à, là à, anh chị giáo lý viên thì được cái này mà không phải không thuộc nhóm đó thì không được không thuộc nhóm đó thì không được à, Đức kỳ xu nói là đừng ngăn cấm người ta người ta muốn lấy danh nghĩa thầy thì người ta cứ việc lấy chúa giêsu là cho hết ai cũng được à, Chúa Giêsu bảo đừng ngăn cản người ta vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy Chúa Giêsu nói đừng ngăn cấm người ta bởi vì người ta chẳng ai mà lấy danh thầy mà trừ quỷ rồi sau đó lại chống lại thầy tức là ý Chúa Giêsu nói là tất cả những ai lấy danh thầy thì đều là những người thuộc về thầy à, thuộc về thầy thế thì chúng ta cũng có thể hiểu như vậy à, nhà thờ của chúng ta ai vào cũng được đất thánh của chúng ta ai chôn cũng được bởi vì tất cả đều là con cái của Chúa, tất cả đều là con cái của Chúa. Thì Chúa Giêsu nói là mặc dù người ta không phải là môn đệ trong nhóm của anh em, nhưng người ta được quyền lấy danh nghĩa thầy mà trừ quỷ, bởi vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà trừ quỷ rồi sau đó lại chống lại thầy bao giờ cả. Họ là những người đã lấy danh nghĩa thầy mà trừ quỷ thì chắc chắn họ phải là người yêu mến thầy và tin vào thầy. Quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Chúng ta thấy rằng nơi Đức Giêsu có một tâm hồn mở rộng còn đối với chúng ta là chúng ta cứ đóng lại đóng lại à, phải là uh, con chiên trong có sứ uh, có danh sách thì mới được cái này à, rồi phải là trong nhóm này thì mới được cái này vân vân còn chúa giêsu là mở rộng hết ai cũng có thể nhân danh chúa giêsu ngoại trừ trường hợp cái người chống lại chúa giêsu thôi tức là người ta không muốn nữa ngoại trừ trường hợp những nào những người nào không muốn lấy danh nghĩa Chúa rồi còn bất cứ ai muốn lấy danh nghĩa Chúa thì Chúa cũng đều ủng hộ hết Chúa cho hết mọi người thì chúng ta thấy đây là một cái điều nó có thể là người ta anh ông bà anh chị em cũng sẽ nói là thì Chúa thì bao la thì Chúa có thể cho còn mình thì chỉ có nhiêu đó nhưng mà thôi thì chúng ta cũng không chúng ta chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu để thấy à, ngài cho tất cả mọi người ngoại trừ trường hợp những người nào không muốn à, hay là nhà thờ của chúng ta ai vào cũng được ghế đầu trong bàn thờ ai ngồi cũng được ngoại trừ trường hợp những người không muốn à, đất thánh của chúng ta ai chôn cũng được ngoại trừ trường hợp những người nào không muốn à, thì thế đấy là một cái sự quảng đại chúa xu cho thấy rõ một cái sự quảng đại à, còn con người của chúng ta thì phải là cái này thì mới được cái quyền đó phải vào nhóm này thì mới được cái quyền đó, quyền lợi đó. À, con người của chúng ta thì luôn luôn là có lợi ích của nhóm, lợi ích của nhóm. Anh không thuộc về nhóm chúng tôi thì anh không được cái lợi ích đó. Ai cho anh em uống một chén nước lã vì anh em thuộc về đấng Kitô thì thầy bảo thật anh em người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. À, ý thứ hai, Chúa Giêsu nhấn mạnh cho các đồng đồ: nếu anh em là môn đệ của thầy, nhé, thì bất cứ ai mà giúp đỡ anh em thì người đó cũng không bao giờ mất phần thưởng. Tức là Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng là cái vị trí cao quý của người môn đệ Chúa Giêsu, vị trí cao quý của người môn đệ Chúa Giêsu. Và chúng ta hãy cố gắng sống như thế nào để được mọi người yêu mến và bất cứ ai yêu mến chúng ta giúp đỡ chúng ta là người đó không mất phần thưởng đâu. Chúa sẽ yêu mến người đó cái cái điều này nó cũng giúp cho chúng ta bớt ghen tương đấy nhé à, ví dụ giả sử như còn lấy cái hình ảnh này cho nó dễ hiểu này à, à, ví dụ như là mẹ đi chợ về nha. mẹ mua một cái bánh thế thì là thế là con nó rất là vui thì nó, nó lấy ra nó ăn thì nó đang ăn như vậy đấy thì lại có một cái đứa hàng xóm qua chơi thế thì người mẹ cũng nói rằng là con ơi cho bạn ăn mới thế thì cái đứa bé nó mới ghen lên nó bảo là nó có phải là con của mẹ đâu nó có phải là anh em của con đâu mà sao nó được ăn đấy, nó không cho thế nhưng mà người mẹ là người quảng đại mà nên là muốn cho là hàng xóm cũng được ăn luôn thế thì người mẹ mới nói là con ơi con là con của mẹ còn đầy thứ ở trong nhà nữa cái kìa con cứ cho người ta đi có thiếu gì đâu đấy rồi con cho người ta ăn như vậy đấy rồi người ta cũng cũng mang ơn con Đấy, thế thì chúng ta có thể mượn cái hình ảnh đó để làm cho chúng ta bớt cái ghen tương, tức là Chúa thương nhắc cho tất cả các môn đệ về cái về cái cái, cái 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 địa vị cao quý của người môn đệ của Chúa. Đấy. tức là các môn đệ ghen tức bởi vì có những người không thuộc nhóm môn đệ mà lại lấy danh Chúa thì Chúa bảo là ghen làm gì con ơi. người ta muốn lấy danh nghĩa thầy thì con cứ để người ta lấy danh nghĩa. Bởi vì không ai lấy danh nghĩa thầy rồi sau đó lại chúc lại thầy. Ừ. Cái thứ hai là môn đệ của thầy thì cái phần cái phước của chúng con rất là nhiều. Không cần phải ghen tương những cái chuyện như vậy. Là môn đệ của thầy, là môn đệ của thầy thì cái phần cái phước nó rất là nhiều. Không việc gì phải ghen. nào. Ừ. Ai cho anh em uống một chén nước lã vì anh em thuộc về đấng kỳ Tổ thì thầy bảo thật anh em người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Cái ý này đó, tức là nó cái câu này đó là Chúa Giêsu nói là ai cho anh em một chén nước vì anh em là môn đệ của thầy thì người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Điều này cho thấy rằng là, là là người môn đệ của Chúa Giêsu thì 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 cái ân huệ nó nó bao lạ lắm. Nên là chúng ta không cần phải ghen tương sợ người này lấy mất phần người kia lấy mất phần chúng ta không cần và cái thứ hai chúng ta hãy cố gắng sống như thế nào để cho mọi người yêu mến chúng ta và khi mọi người yêu mến chúng ta giúp đỡ chúng ta thì chúa cũng lại ban ơn cho họ thì con nghĩ là cái tư tưởng này cũng cũng rất là tuyệt vời nhé chúng ta đừng ghen tương với ai cả bởi vì là con cái chúa nước trời mênh mông bao la chúng ta không cần phải ghen cái chỗ trôn hay là cái chỗ trong nhà thờ hay là thế này thế khác chúng ta không cần phải phải ghen tương về những cái chuyện như vậy hết là người môn đệ của Chúa chúng ta có cả một thiên đàng có cả một thiên đàng và cái thứ hai bất cứ ai giúp đỡ anh em thì người đó cũng có phần có phước chúng ta cũng cần phải quảng đại sống như thế nào để cho mọi người yêu mến mọi người giúp đỡ chúng ta để họ cũng được Đấy. chúng ta là môn đệ của Chúa chúng ta có phần có phước rất là lớn và bất cứ ai giúp đỡ chúng ta thì họ cũng có phần có phước cũng được phần thưởng thế thì Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng là, là môn đệ của Chúa cái phần thưởng nước trời nó là lớn lao rồi anh em đừng có khen tức những cái những cái những cái những cái bổng lọc gì trần gian này thì thật sự thì con nghĩ nghĩ như vậy thì nó cũng đỡ nó cũng đỡ đi chứ không thôi thì chúng ta cứ tranh giành những quyền trần gian bảo thiên đàng chưa đủ sao thiên đàng cho anh em chưa đủ sao anh em phải sống như thế nào chứ anh em cứ ghen tinh như vậy thì ai mà người ta ghen tương như vậy thì ai mà người ta thương anh em mình ghen tinh như vậy ai mà thương anh em à, anh em cứ sống quảng đại đi rồi người nào giúp đỡ anh em thì người đó người ta thấy người ta cũng được ơn và người ta thấy ta được ơn thì người ta lại càng mang ơn anh em ai làm cớ cho một cho những kẻ bé mọt này đang tin thầy phải sa ngã thì thả buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn chư sư nói là làm cho ai sa ngã thì thả buộc cối đá mà ném xuống biển thì hơn và một trong những cái làm cho người ta sa ngã đó là ghen tương. ghen tương. ví dụ như là một cái người lương dân đi chẳng hạn người ta tha phương cầu thực người ta muốn nhà trọ ở giáo xứ chúng ta thế rồi bây giờ người ta đói khát quá người ta cũng muốn xin trợ giúp thế thì chúng ta nói rằng là ở đây chúng tôi chỉ giúp những cái người nghèo trong giáo xứ thôi còn như ngoài ngoài giáo xứ thì chúng ta không có giúp Đấy. thế thì với một cái thái độ của chúng ta như vậy thế rồi giả như là có ai đó người ta thương người ta cũng giúp người ta cũng cha ông thầy nó đó thương người cũng giúp thì chúng ta cũng lại kiện cáo ghen tương bỏ người ta có là giáo sứ mình đâu đấy, người ta tha phương cầu thực thì đấy có ủy ban phường này kia giúp đỡ người ta đấy thì có thể là chính cái thái độ ghen tương chính cái thái độ ích kỷ của chúng ta lại là cớ vấp phạm cho người khác chính thái độ ích kỷ của chúng ta sẽ là cớ vấp phạm cho người khác. Thế thì Chúa nói, ai làm cớ cho một nhóm những kẻ bé mọn này đang tin thầy phải xa ngã, thì ta buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Mà nếu chúng ta làm cớ cho người khác vấp phạm thì thả buộc cối đá ném xuống biển. Mà cái cớ cho người khác vấp phạm đó là chúng ta ghen tương, chúng ta ích kỷ, chúng ta ích lợi nhóm. đó là cái cớ nhé. Giáo hội, giáo hội phải là quảng đại. Môn đệ của Đức Kitô phải là quảng đại còn môn đệ của Đức Kitô mà ích kỷ giữ Chúa Giêsu cho riêng mình, giữ Chúa Giêsu cho riêng mình, giữ thiên đàng cho riêng mình thì chắc chắn là Chúa không Chúa không chấp nhận cái điều đó và đó cũng là cái cớ cho người khác vấp phạm mà Chúa nói là anh em mà sống ích kỷ như vậy, anh em mà sống lợi ích nhóm như vậy, anh em mà không biết chia sẻ cho người khác, anh em gây cớ vấp phạm cho người khác thì thả buộc cối đá quăng anh em xuống biển còn hơn nếu ta anh làm cớ cho anh sang ngã thì chặt nó đi thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sao hỏa ngục phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi. Thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu bắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi. Thà chột mắt mà được vào nước thiên chúa còn hơn có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục. Nơi giỏi bỏ không hề chết và lửa không hề tắt. Cái điều này cũng làm cho chúng ta cũng hơi giật mình, phải không? Chúa Sư nói một cách rất khoát luôn. À, nếu tay, nếu chân, nếu mắt Anh gây cớ cho anh sa ngã Thì bỏ nó đi Thế thì cái gì làm cho chúng ta ghen tương Cái gì làm cho chúng ta ích kỷ Cái gì làm cho chúng ta Không chia sẻ được cho người khác Đấy là cái Cái cớ bất phạm đấy Chúng ta gây cớ bất phạm cho người ta Khi mà chúng ta ghen tương Khi mà chúng ta chỉ có ích lợi nhóm Khi chúng ta chỉ lo cho nhóm mình Khi chúng ta không chia sẻ cho người khác Cái gì đang làm cho chúng ta có cái tính đó Yeah, thì chặt ngay nó đi thà không có còn hơn còn mà cứ để cho anh em cứ ghen tương à, anh em không chia sẻ chúa cho ai khác rồi anh em cứ muốn là lợi ích cho bản thân mình à, thì thả buộc cối đá quăng xuống biển còn hơn thế thì đó là nội dung tin mừng của ngày chủ nhật à, nội dung này cũng rất là rất là rất là gần gũi với tất cả chúng ta giáo sư nào thì cũng có cái sự ghen tương này à, rồi cộng đoàn nào thì cũng có người cư thú của, của, chúng ta cũng vậy đấy. đôi khi chúng ta cũng chỉ lo cho chúng ta riêng bàn bác ái của chúng con thì nói thật sự đặc biệt bên campuchia đó, thì 100 người thì may ra được cái chừng bốn năm người có đạo còn tất cả là người không có đạo và đối với chúng con là là một cái gì rất là tự nhiên đã là chia sẻ thì đạo hay không đạo thì cũng giúp được hết thậm chí là chúng con vào cả chùa để chia sẻ cũng chẳng có vấn đề gì cả à, thế thì trong bài tin mừng này đó qua các chuyện mà có những người không phải là môn đệ đức giêsu mà lấy danh nghĩa chúa giêsu mà trừ quỷ thì các ông không cho bởi vì họ không phải là môn đệ à, tức là các môn đệ muốn gọi là độc quyền muốn gọi là muốn, muốn 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 giữ chúa cho riêng mình đấy và cũng không muốn chia sẻ cho ai cả sâu xa thì nó là ghen tương anh không phải là môn đệ của thầy mà tại sao anh dám lấy danh thầy của tôi để mà anh làm cái điều đó mà chúng ta thấy thái độ của chúa bất cứ ai lấy cũng được ngoại trừ trường hợp cái người nào mà chống lại Chúa không muốn thôi chứ còn bất cứ ai muốn à, thì cũng được. Và Chúa Giêsu cũng đã nhắc đó, nếu anh em mà có cái có cái có cái kiểu ghen tương ích kỷ như vậy đó thì anh em là gây cớ vấp phạm cho người khác. À, và Chúa Giêsu nói mạnh hơn, nếu tay, nếu mắt, nếu chân gây cớ cho anh em à, ghen tương như vậy thì tha chặt nó đi thế thì đây cũng là một cái điều để suy xét chúng ta cứ suy nghĩ một cách cụ thể đấy à, ví dụ con thấy là người Việt Nam của chúng ta vậy dụ như, như là à, bố đi đi, đi 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 mẹ đi chợ mua một cái cái bánh về cho con rồi nói con đi mang đi học vậy con ăn một mình thôi không có cho ai cả đấy vì chúng nó cũng không phải là bạn của con cũng không phải là con của mẹ vân vân trong giáo xứ thì cũng vậy thì cũng vẫn cứ bảo vệ cái quyền lợi của trong giáo xứ thôi trong nhà dòng của chúng con thì cũng vậy Thế thì đấy là một cái thái độ mà gây cớ cho người khác vấp phạm. Mà Chúa nói nếu chúng ta gây cớ cho người ta vấp phạm, thì cái gì khiến cho chúng ta gây cớ cho người khác vấp phạm thì chặt nó đi. Thà không có nó mà được vào thiên đàng. Còn hơn cứ để mà chúng ta cứ là ghen tương, cứ là ích kỷ, cứ gây cớ cho người khác. Thế thì thì anh em sẽ phải quăng vào lửa, không bao giờ tắt. Yeah. thế thì ngày hôm nay bài tin mừng này cũng nhắc cho chúng ta về uh, một cái tội đó là chúng ta cứ lợi ích yeah. nha ghen tương lợi ích uh, và để cho giải gỡ được cái việc này thì chúa cũng nhắc rằng anh em là môn đệ của thầy thì là hạnh cái 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 phúc lộc thiên đàng nó là quá lớn lao rồi anh em không có phải ghen tương về những cái những cái tranh cái, 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 cái giành những cái lợi lộc trần gian này làm gì phúc lộc thiên đàng là quá lớn rồi anh em không cần phải tranh giành và anh em hãy sống quảng đại với mọi người để cho bất cứ ai giúp đỡ anh em thì họ cũng được những cái ơn này ơn khác và người ta cũng sẽ mang ơn anh em thế thì chúng ta hãy nhớ nhé đi theo chúa thiên đàng là quá đủ quá lớn cho chúng ta rồi nên là chúng ta cũng không nên tranh giành chỗ trôn hay là chỗ này chỗ khác trong trần gian này chúng ta hãy sống quảng đại để mọi người đến với chúng ta họ cũng được ơn như chúng ta À, kính thưa Cộng đoàn, con xin được nhắc lại, thứ hai này là ngày cuối cùng của tháng 9 và chúng ta bước vào tháng 10, tháng mân côi khiến Đức mẹ và theo cái nề nếp của gia đình của chúng ta tốt đẹp thì mỗi tháng thì chúng ta cũng cố gắng dành một tí xíu để chia sẻ cho những người nghèo hơn chúng ta và cũng coi như là của lễ tháng này chúng ta dâng lên cho Chúa, cho Đức mẹ mà cũng là chuẩn bị tâm hồn để bước vào tháng mân côi khiến đứa mẹ, chúng ta cũng xứng đáng đón nhận được nhiều ơn lành của mẹ con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen